Chị ơi, em muốn đặt một cặp hamster hiền và xinh nữa nha chị, với vật dụng cho bé để em nuôi trong hồ kính, chị tư vấn cho em với nha. Ok, hai màu đẹp nhất của dòng hamster Winter Wild là màu vàng chanh và màu trắng sọc. Và đây là hai bé hamster mà mình đã chọn cho bạn khách nè. Cặp này là bao xinh bao lanh lợi luôn nha các bạn. Giới thiệu với mọi người, đây là bé hamster Winter Wild màu vàng chanh. Bé có đôi mắt màu đỏ. Tính tình của bé này thì hơi quậy nha, nhưng cũng rất thân thiện với mọi người. Các bạn có thể ấm bồng bé thoải mái. Còn đây là bé hamster Winter Wild trắng sọc tím. Cái sọc của bé thì hơi nhạt nên các bạn sẽ thấy bé gần như là trắng tinh luôn, rất là đẹp. Tính tình của bé này thì cũng rất là hiền và năng động. Tiếp theo thì chúng ta cùng nhau lựa các loại vật dụng cho bé. Đầu tiên là gói thức ăn hỗn hợp. Mình uống nước có vòi bằng inox, chén ăn bằng nhựa tròn, nhà tắm hình gấu bằng miếng da trong suốt, nhà ngủ một tầng được làm bằng chất liệu gỗ không thấm nước, siêu xinh luôn nè các bạn. Nguyên trại có đế bằng nhựa, các tắm ngoại nhập hương dâu, và cuối cùng là mùng cưa lóc chuồng. Và đây là không gian ở mới của hai bé hamster. Nơi đây có đầy đủ tiện nghi cho hai bé sinh hoạt. Tụi nó trông có vẻ rất là thích thú khi chạy vòng quanh khám phá nơi nhà mới của tụi nó nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hai bé hamster vào hộp, đóng hàng và giao cho khách luôn. Tổng thiệt hại của combo này là